Các bạn coi mà vô ổi nè nha. Đó, chú vô đi. Không không, làm một bên thôi. Bên lên để qua làm đi ha. Không á, chú làm đi, chú làm. Ừ, chú làm đi. Một bên thôi, từ từ nè. Rồi nha. Cái vùng đồng bằng thì trồng ổi Đài Loan á thì người ta phải vô như gì nè. Cái tay chú hồi đó bộ sợ đi lính hay sao hả? Ừ, chặt năm 72. Chặt hay là tháo khớp? Chặt. Chặt hả? Còn nếu ông không chặt là không chừng bây giờ ông bây giờ thành cỏ hả? Không có, không có thành cỏ mà lên bàn thờ ngồi. Ừ. Đó. Đó, cảm nhận nha các bạn, phải vô từ 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 cái gì nha các bạn. Đó, chú này chú ơi. Hồi đó có cái bác họ, ông cũng thương mình lắm. Nhỏ nhỏ ông bồng mình hoài. Ừ. Cái ò e rồi xong luôn. Đó. Thì các bạn cảm nhận được đó, vô cái này là hai người nha các bạn. Ví dụ như hai người mà làm, nếu mà làm giỏi thì chắc hết một bành lớn vậy. Một bành lớn như vậy nè. Là một ngày nha các bạn. Đó. Cảm nhận được cái cách người ta sống nha. Dùng đồng bằng thì như vậy thôi nha các bạn. Đó. Đó. Quay cận lại này nè, ông làm chậm chậm á, ông làm chậm chậm cho người ta thấy được là nó phải vô vậy đó, là vô trồng về trái ổi Đài Loan, ổi nữ hoàng, ổi rồi đó nha các bạn. Đó, thêm cộng với thun nữa nè. Đó, như vậy đó nha. Đó, thì dùng đồng bằng mình làm như vậy nha. Đó, mà phải hai người nha, hai người làm nha. Cái này làm một sáng giờ là mấy giờ tới giờ, tiếng đồng hồ chưa? Bây giờ tiếng đồng hồ à. Tiếng đồng hồ đó mà được bao nhiêu nha các bạn. Đó. Đâu có dễ ăn đâu. Nè. Chú này chú cũng vui và chú cho quay. Nè đó. Là nha. Đâu có dễ ăn đâu. Cuộc sống đồng bằng mình á, miền Tây mình á là như vậy nè. Nhãn hôm nay gì đâu mà có 10.000 à chú? Rồi 10.000 đỡ rồi. Bây giờ 7.000 à. Là đẹp hay là xấu? À, trung bình. Trung bình hả? Chắc nhãn đẹp chắc cỡ 8.000. 8.000 à? Chứ không phải 10.000 hả? Không. Xong qua hỏi nhỏ đó bên cồn nó nói 10.000. Có. Rồi, bây giờ sụt rồi. Chết rồi. Nó đi không được. Chết hả? À. Chết tư luôn. Cửa khẩu Thái Lan nghe quên đó, cửa khẩu Campuchia nghe nói là cũng chưa có thông thương nữa. Chưa. Mình cũng qua lại cũng hạn chế lắm, thì do hàng quá lắm. Thôi. Hạn chế dữ lắm chứ đâu phải nhiều đó. Thì đó, cảm nhận cái vùng đồng bằng của mình đó, thì nó làm như vậy đó mới có tiền. Công nhàn rỗi. Tưởng không có Đài Loan chứ. Không có Đài Loan sao nhà giàu vậy? Ừ. Không có Đài Loan mà nhà bỏ đất vườn nhiều lắm hả? Nhà rỗng rã. Dạ. Mấy chục công? Mấy mình này có 3 công à. 3 công. Rồi con tôi nó chăn nuôi dưới huyện Gò Quao, Kiên Giang á. Nuôi cái gì vậy? Nuôi heo. Nuôi heo ha. Ừ, năm nay không chừng con giống đâu còn không chú? Còn. Còn đỡ ha, năm nay ngon á, năm nay đỡ. Năm con nái. Rồi nhờ nó cũng yểm trợ cho. Dạ. Dâu còn cho cái nhà này. Chứ sao? Dâu này ngon à, chứ đâu phải dâu chua đâu. Nó nói thiệt, con dâu cho 400 triệu các cái nhà gì. Đó. 400 triệu đó. Chứ đâu phải dâu nào cũng như dâu nấy ha. Ừ. Đại ca. Dâu nào. Mình nói đi nói lại, dâu thì cũng có dâu này dâu kia. Đó. Tôi cũng có thiệt, ai hỏi tôi là thằng con trai tôi chứ con dâu. Cũng nở mặt nở mày chứ mình đâu có. Không có dấu. Đâu có dấu đâu. Mình em tài nó vậy là nó nghe được nó buồn lắm. Đúng rồi. Nó cho tiền mình cất nhà thì nó phải nói nó cho tiền. Đó. Thì các bạn cảm nhận được cái công việc làm như vậy mà ai không mỏi lưng thì được nha. Ai mỏi lưng thì không thể nào mà làm được đâu. Đó. Mỏi lưng thì không thể nào mà làm ngồi gì được, ngồi hồi đau lưng thấy mẹ. Đó. Đó. Thì dùng đồng bằng đó thì các bạn cảm nhận vậy đó. Rồi hút vô đi con. Còn mấy cái nè. Hút vô đi. Lỡ rồi còn mấy cái. Đó. Thì dùng đồng bằng của mình thì nó phải làm những cái công việc này nè. Đó. Trồng ổi Đài Loan, ổi nữ hoàng. Đó. Còn mấy cái nè. Làm cho xong bỏ vô để hồ nó sốt.
Năm nay mấy người có heo thì ngon, nhưng mà cái con giống lúc đó nó bị ít rồi. Giống tại vì con tôi á, nó 5 con heo nái. Nhưng mà nó giữ được thì nó đỡ. Nó còn nguyên vẹn. Nhưng mà mấy đó là kỹ thuật cao lắm á, đâu có cho ai tới lui. Trời, cái dù ba mẹ nó lây. Không có ai vô được mà. Đúng rồi, nó lây dữ lắm luôn á. Vì đó cái tháng này hay tháng trước gì của năm rồi á, tháng sau của năm rồi á, là đi trong cái vùng Tân Phú Trung á, nó chở là một xe vậy đó. Bây giờ mà vô chuồng heo của nó là phải mang giày, mang dép đồ. Đúng rồi. Đổi dép đồ hết. Không. Cái dịch bệnh nó ghê lắm, nó theo cái áo quần mình, không lẽ cổ áo người ta. Đó. Ít cho người tới lắm. Đúng rồi, hạn chế không có được, tới thì làm gì? Có mấy ông lái vô thì nó phải xịt thuốc trước rồi mấy ông đi sau. Dạ. Rồi vậy là dép dài là đổi dép hết. Đúng dép, rồi. Dép với ổng là bỏ thuốc ngoài đường á. Dạ. Lấy cái dép trong nhà của nó đi ra. Tại vì cái nguồn bệnh mình đâu có biết được. Rồi, cảm ơn chú nha chú. Rồi, dạ.